Bàn kế tiếp là tới chú Sáu chuẩn bị nha. Sau ta gặp nhau,
đành nộp mối đương từ đầu. Thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Vâng, xin cảm ơn chị Tư, ca sĩ đến từ thành phố Số Vọng. Tiếp tục chương trình xin mời chú Sáu Dũng. Bài kế tiếp là tới anh Tư chuẩn bị nha.